Xin chào tất cả các chị ạ. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các chị sử dụng cái phương pháp mà build đa tầng. Trong cái phương pháp build đa tầng này thì mình sẽ có cái làm thải độc oxy trước. Đầu tiên là em đã làm sạch da, tẩy tẩy trang này, sữa rửa mặt và nước hoa hồng xong rồi thì em sẽ sử dụng cái bộ oxy để đào thải độc tố. Như em đã hướng dẫn rất là nhiều về cái bộ oxy này rồi, trong bộ oxy nó sẽ có 10 chai ampua và 10 cái mặt nạ. Thì mình sẽ sử dụng, trong này có 5 cái mil, mình sẽ sử dụng 2 mil, mình thoa lên trên da của khách hàng. Thoa khoảng 2 mil. Như trong cái bộ oxy này em đã hướng dẫn các chị rất nhiều lần rồi, mình không nên tiết kiệm cái bước ambu này. Cái bước này nó tạo cái đường dẫn cho cái bọt oxy. Thì mình 5 mil mình cứ thoa hẳn 2 mil hết lên nhé. Đối với da mà mình massage xong, mình đẩy mà mình thấy da của khách hàng khô thì mình có thể tiếp tục thoa ambu lên nữa, để cho cái việc oxy nó đi xuống dưới da được dễ dàng và tốt hơn ạ. Làm cái oxy này thì cái bọt khí nó sẽ đi, thì mình che cái phần mắt của khách hàng vào cho khách không bị buồn, không bị cay mắt. Mình sử dụng cái bông tẩy trang mình làm ướt một chút đi, sau đó thì mình đặt lên 3 điểm mắt, miệng và hai mắt và miệng. Cái mặt nạ oxy nó sẽ có một miếng mặt nạ và một tấm phim. Thì mình gỡ cái miếng mặt nạ ra, cái tấm phim thì mình để lên phía trên. Khi mình áp cái mặt nạ vào da của khách hàng xong thì mình sẽ bóc cái tấm phim ra. Tấm phim bỏ ra, sửa lại mặt nạ cho nó vào đúng những các cái điểm mà mình cần đào thải độc tố. Cái mặt nạ này thì với những cái da yếu thì mình lên để khoảng 7 phút, cứ 2 phút mình sẽ gạt bọt oxy một lần. Cái bộ oxy này thì trong cái liệu trình mà điều trị nám thì mình sẽ sử dụng để đào thải độc tố. Còn nếu như mà khách hàng của mình đã sử dụng và điều trị nám thành công rồi thì các chị cứ 1 tuần các chị sử dụng một lần để giúp ức chế hình thành sản sinh ra melanin và ngăn ngừa cái việc như là khói bụi hay là bụi mịn xâm nhập vào da.
dẫn đến cái việc như là dưỡng da hiệu quả hơn. Cái lần gạt bọt đầu tiên thì mình sẽ nhìn thấy những các cái hạt bọt khí oxy nó rất là lớn, nghĩa là nó đang đào thải ở trên cái bề mặt da của mình. Và mỗi một lần gạt bọt thì các chị sẽ thấy cái lớp bọt nó càng nhỏ dần đi. Chị có sử dụng cái bộ oxy này không chị? Sau khi mà em đã gạt bọt được 2 lần rồi thì em sẽ sử dụng cái máy điện di. Lúc này mình sẽ sử dụng cái bước lạnh nhé. Em sẽ sử dụng cái búa nóng lạnh và em điện di lạnh khoảng 2 phút. Khi các chị sử dụng các cái búa lạnh này thì mình nên cho một cái lớp màng bọc thực phẩm vào, màng to vào để nó giữ vệ sinh cho cái búa. Da của khách hàng của mình không có bị nhiễm khuẩn từ người này sang người kia, gây nên cái tình trạng lên mụn. Điện di lạnh sẽ đẩy cái bọt oxy vào sâu trong da của khách hàng hơn. Điện di lạnh xong thì cũng là cái thời gian mà sử dụng cái mặt nạ oxy này hết, thì mình sẽ gỡ miếng mặt nạ bỏ đi. Làm sạch da cho khách hàng.
làm sạch da cho khách hàng xong thì các chị lấy một chút nước ra lòng bàn tay, mình massage bằng nước sạch để cho hết những các cái lớp bọt khí đấy. Các chị thấy lúc mà em gỡ miếng mặt nạ ra rồi, mình massage bằng nước thì các cái bọt oxy ở dưới da nó vẫn còn, và mình phải lấy sạch đi cái lượng bọt này. Bao giờ mà mình lấy hết được cái lượng bọt này thì lúc đó mình mới sử dụng. Sang các cái bước khác ạ. Massage một lần, lần này là lần thứ hai thì cái bọt nó vẫn còn nhưng mà nó ít hơn. Các chị massage thế nào mà phải hết sạch cái lớp bọt khí này đi. Trong lúc mình massage để lấy đi những cái lớp bọt oxy thì mình sẽ bật máy sông nóng. Khi da của khách hàng đã sạch rồi thì mình sẽ sử dụng cái dầu massage jojoba để mình massage cho khách hàng. Đây là cái chai dầu massage jojoba. Dầu massage jojoba thì nó là dạng dầu. Cái này thì mình sử dụng cho những các cái da mà đang điều trị hoặc là da bị mụn. Nó được sản xuất từ cái tinh dầu thông đỏ. Các chị sẽ lấy một lượng nhỏ như thế này thôi. Khi chị làm massage bằng cái dầu jojoba này thì nó sẽ không bị khô. Nhưng mà khi mà mình massage thì nó sẽ hơi khác một các cái kem massage khác. Kem massage khác thì chị chỉ cần chấm lên 5 điểm trên da của khách hàng là mình tiến hành massage được. Nhưng mà cái dầu jojoba này thì mình sẽ phải làm nóng cái dầu và nóng cái lòng bàn tay của mình lên thì mình mới massage cho khách hàng. Cái bước massage thì các chị cứ massage theo cái bước cơ bản của spa của mình. Spa mình dùng cái phương pháp nào thì mình cứ massage theo cái phương pháp đó, chứ không có cố định là phải dùng cái phương pháp nào cả. Bước này là giúp cho khách hàng thư giãn. Massage xong thì em sẽ làm sạch da cho khách hàng. Khi mà chị sử dụng cái phương pháp này ấy, thì mình massage xong mình có thể ủ tê một chút và hoặc có thể không chị ạ.
lăn bằng kính, không phải lăn chỗ thông bóng ấy. Chứ không phải lăn, không phải máy đi chỗ thông bóng. Vì mình như đa tầng rồi. Chỉ cần để hướng chất. Sao mà phải bóng ra được mới được. Sau khi mà thải độc xong, đắp mặt nạ xong thì mình sẽ lăn nhẹ kim đi, rồi mình sẽ chấm Odo, build đa tầng. Đây là chai build đa tầng, mình sẽ sử dụng cái tăm mà mình dùng cái tăm bông của em bé này thôi. Mình lấy một chút nhẹ nhàng lên cái đầu tăm bông này, sau đó mình thoa lên toàn bộ cái vùng bị nám, thấm một lượng nhẹ sản phẩm thôi. Chị này thì chị có cái vùng nám ở hai bên gò má, cho nên em sẽ tập trung vào hai bên gò má để em thoa. Thoa vào nó sẽ hơi sót sót một chút đấy, vì mình vừa tác động lăn kim xong, mình lại chấm build đa tầng nữa thì mình sẽ thấy hơi sót một chút. Chấm một bên rồi thì mình lại chấm nốt bên còn lại. Bên này rất ít, mình chỉ chấm vào cái vùng có thôi, bên kia nhiều hơn. Khi mà chấm cái build đa tầng này xong thì các chị về nhà khuyên khách hàng là không sử dụng kem dưỡng tế bào gốc hay là kem chống nắng gì cả, mà trong cái thời gian đợi cho cái da của mình nó bong ra thì các chị chỉ có uống cái viên chống nắng, mà ở trong nhà cũng uống viên chống nắng để tránh cho cái tình trạng nhà da của mình non mới mọc lên mà nó lại không có cái gì để bảo vệ. Mình sẽ hơi tránh cái vùng mắt ra một chút. Bạn này thì cái phần mũi của bạn ấy nó có nám rất là nhiều, nên mình sẽ làm cả trên mũi nữa. Có một đường này rất là trắng. Đó. Cái build đa tầng này xong thì cỡ khoảng 5 cho đến 7 ngày. Hoặc có người nào mà da mà khô nhiều lắm thì khoảng 10 ngày nó sẽ bong. Sau khi mà các chị cho khách hàng sử dụng build đa tầng ấy thì mình sẽ không ủ nóng nhá. Mình không ủ nóng, mình đợi cho nó bong hết ra. Không xông hơi, không ủ nóng. Chỉ làm sạch da bằng nước sạch thôi. Và ăn đồ mát này. Rồi kiêng trứng, thịt trâu, thịt chó, thịt bò cho đến khi bong. Em tạm dừng video tại đây.